ví dụ như vậy, ví dụ như bây giờ mình làm nghiên cứu là trong lớp mình đi, trong hai lớp này, hai lớp này mà coi như là một mẫu hộp đi, thì bây giờ hai lớp này coi như là một quần thể, cho nên cái là một nhóm dân số. Thì bây giờ mình làm một nghiên cứu ở trong lớp mình, nghiên cứu gì được đó, hai lớp này nghiên cứu cái gì? À, nghiên cứu cần thể trong lớp này, đây cần thể lớp chứ, nghiên cứu cần thể trong lớp này. Thì câu hỏi ta đặt ra là anh nghiên cứu hết lớp hay là anh nên trầm hậu? Thì câu trả lời là bao giờ cũng là nên trầm hậu. Người ta chỉ không trầm hậu khi nào có quần thể đó là nó quá nhỏ. Ở đây lớp mình lên dưới 200 thì có thể không trầm hậu được, bằng cách mình lấy hết. Đấy là ta gọi là lấy mẫu trầm hậu. Nè, còn ta mình là trầm hậu. Các thầy mình nghiên cứu những cái bệnh ở trong bệnh viện như thế nào, bệnh trong bệnh viện như bệnh tiết gì đó, bệnh ung thư, tức là ví dụ mình nghiên cứu một năm mà mình dự trù một năm mình được có giải kiểm tra thì người ta sẽ là lấy mẫu cầu, tức là có cả nào mình đưa chúng ta lấy vô mẫu mà mình không có mẫu, tại vì ở cái cụ thể nó ít luôn. Còn các trường hợp mà nghiên cứu ở cộng đồng thì cụ thể nó có thể là tâm cả ngàn, cả chục ngàn người thì lúc đó tất cả. Tức là nói chung là hầu hết các nghiên cứu là phải cộng một. Trừ trường hợp nghiên cứu nào mà nguồn thể quá nhỏ, quá ít ca, không thể cộng. Thì cộng là cộng không có đủ một. Thì lúc đó mình lấy hết, lúc đó mình gọi là lấy một cộng. Các bạn có thể những người hiếm là không nhiều. Xuất hiện ra bệnh nào mà đưa đi mổ, sau đó xuất hiện ra bệnh nào đưa mổ, ta không còn lợi gì. Thì bây giờ vấn đề là này là mẫu nghiên cứu. Mẫu bài này nó có hai vấn đề. Một là thứ hai là phương pháp chọn mẫu. Thì ví dụ đây là cái quần thể của lớp là lớp PH mình, của mình cũng làm không cũng làm à, của mình là y y 45 rh không hiểu được sao của mình là chung hết là ở trong 200 mấy cơ không của mình chắc khoảng hoặc trên 200 gì đây rồi rồi nó vậy nha. Thì đây con số trên 200 này đó mình gọi là b b nó là dưới cái cách của population là dân số hay là hay số dân số hay quần thể, ta gọi là dân số hay là quần thể, dân số nghiên cứu hay quần thể nghiên cứu là B. Nhưng mà trong nghiên cứu tôi không cần thiết là mấy 200 mà mình chọn ra một cái tập con này là S, là S này nó dưới khách tôi là sample, nên là mẫu. S này chẳng hạn như là mình chọn ra là 30 luôn. À. S này chẳng hạn như mình chọn 30 luôn. Mình chỉ hiểu là N là nhỏ. N là nhỏ này nó là nhỏ rồi. Nha. N nhỏ tầm 1. Mình đoán là cái mẫu nó chỉ hiểu là N là nhỏ. Như vậy là cách làm sao mà từ 200 mình chọn ra được 30? Cách thức tức là gọi là phương pháp chọn mẫu. Anh em mình hiểu cái khái niệm này chưa? Hiểu thế nào là quần thể, thế nào là dân số, quần thể dân số mình là trên 200, thấy không? Cái mẫu mình đó, mình nhận cứu mình không cần làm trên 200 thì đâu, mình chỉ làm một cái mẫu nhỏ. Cái mẫu gọi là tập con, nó là gì là tập con của quần thể. Cái mẫu này mình lấy là khoảng 30, thì 30 nó ví dụ là n nhỏ là cỡ mẫu. Cái cách mà là mình từ làm sao mình trên 200 của lớp này mình chọn được 30 thì là phương pháp của mình. À, nhớ được đó là mình đã. Con số này trên 200 này thì người ta cứ ký hiệu, người ta hay ký hiệu là n lớn. À, n lớn là số đối tượng của quần thể. Còn n này nhỏ là số đối tượng của mẫu hay là cỡ mẫu. Mình không biết được mấy cái ý
là bà nói là hai cái thở mẫu phương pháp trồng mẫu thì nói về phương pháp trồng mẫu. Bây giờ tôi đặt ngay vấn đề đầu tiên ta học đặt đề là tại sao tôi nghiên cứu phải trồng mẫu, cái này tại sao tôi muốn mình phải trồng mẫu anh đi ra thì sao mình trồng mẫu này anh đi tại sao mình không làm hết 200 mấy rồi mình mới trồng mẫu tăng cái S. S ở đây nó là cái gì ta? Cái người là gì? Tốc độ. Tức là nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ. Tăng sự đúc có nghĩa là nó giảm cái tham. Giảm T là giảm cái tham. Giảm cái thời gian nghiên cứu. Thấy không? Bây giờ nghiên cứu 2,5 năm cho nên trong tôi mất cả. Có lẽ là chỉ mất ngày ngày. Nhưng bây giờ tôi nghiên cứu 30 tôi chỉ mất có cái vài tiếng đồng hồ. Thì nó sẽ đẩy nhanh tốc độ và nó giảm thời gian nghiên cứu. Nha. Thứ hai là nó giảm được cái cost. Cost là gì ta? Cost là gì? À, giảm được cái chi phí. Anh bị ngắn hàng chục chi phí. Nghiên cứu trên 30 thì nói chuyện về ô tô của bà hỏi không thì cũng rẻ hơn à. À, ô tô là thứ 200 bộ. Đâu? Giảm được cái cost. Chưa kể là nhập liệu xử lý được. Cái nợ lớn là 200 lấy ra trong đó là bao nhiêu là tài khoản. Thứ ba là gì? À, thứ ba nó lại là một cái nữa là nó lại là tăng cái phạm vi nghiên cứu, tức là tăng cái độ sâu nghiên cứu. Thấy không? Tại mình nghiên cứu trên 200 chắc chắn là không thể mình nghiên cứu sâu bằng nghiên cứu trên 30. Nghiên cứu 30 tôi có thời gian đầu sau tôi hỏi kỹ, còn nghiên cứu nhiều quá tôi chỉ hỏi là nó lớp qua thôi. Thành ra chúng ta là nó tăng cái độ sâu, là tăng độ sâu. Tức là nó cái phạm vi, cái độ sâu hay cái phạm vi. Mình gọi độ sâu cho cái gì nó cũng nhiều. Và thứ tư là gì? Nó lại tăng cả cái chính xác. Là nó gọi là accuracy, tức là độ chính xác. Tại sao mà người ta nói là tôi nghiên cứu trên 30 nó lại chính xác hơn là nghiên cứu trên 200 mấy? Bây giờ người ta nghiên cứu trên số ít mình lại nói là nó tăng cái tính chính xác. Đây là ai biết không? Ít bị sai số. Mình biết là ở đó ví dụ này cho mình hiểu là mình biết là một trong những cuộc bầu cử mà tổng thống thủ tướng mà cực hình nhất ở thế giới là nước nào nữa không? À, không có cuộc bầu cử nào trên thế giới mà khác biệt bằng bầu cử của tổng thống Mỹ. Nếu mình coi lại bầu cử của thủ tướng Đức, Pháp rồi nữa là không nghĩ địa với bầu tổng Mỹ. Bầu Mỹ chẳng hạn như là Mỹ nó đa đảng không? Không có hai đảng chính à, đảng cộng hòa, đảng dân chủ. Lại đi chủ cho như là ông Obama gì rồi, hay ông Biden hiện nay là đảng chủ, còn ông Trump Trung nữa, Trung nữa, không phải. Thành ra của ông Mỹ là đầu tiên là trong đảng dân chủ này phải đấu đá nhau để chọn ra một người đại diện đảng để đi đấu đá với mình, đấu đá với mình, không phải. Cho nên nội bộ đảng dân chủ phải đấu đá nhau trước, chọn ra một là đấu rồi bộ đảng vào mới đấu đá nhau đi chọn ông một, sau đó hai ông một này mới đấu lại nhau thì chọn lại tổng thống. Nhưng mà là Mỹ nó tính hay lắm. Bây giờ ông bầu cử đó, ở chuyên gia mình nhớ là mỗi người được một phiếu bầu, phải không? Tới ngày bầu cử là cầm phiếu cái tờ tổ bầu cử và nhìn mặt ông nào mà ở sát sủa mình cảm thấy ông sát sủa lên, mà ông nào sát hết, mà ông nào mấy cô thấy ông nào còn đẹp trai, anh ta
ta thấp kê là ông không bị ở viên đầu đi ông là đình ca thế tại mấy bà như không biết ông ai nhìn ở mặt ca này thì ông không gọi được ra đó thành ra tôi không thế thì là Mỹ nó nói vậy nè. Bây giờ ví dụ 100 triệu người Mỹ 100 triệu người Mỹ đi bầu thì bây giờ chị gia mình ở túi không mà có gì đâu biết ông trông ông chồng ông ma đạo gì nữa đâu biết ông nào nổi nào dở đó thì mình thấy rõ ràng là chỗ bầu cử mình đó là một là gạt đại không biết ai thứ hai là bầu cử là nó được phen đó phen như này đó chúng ta là chỉ là gạt này rồi mình gạt này thành ra xong cuối cùng là nó rất là nhiều nó rất là sai lầm nó không có chính xác gì đâu thành ra Mỹ nó hay là nó thấy cái này nó nói không thể có thể cái tình trạng hiểu này xảy ra mà ảnh hưởng đến cái bầu cử thành ra lá phiếu của mỗi người mình đó, là nó gọi là lá phiếu phổ thông đó giống như ở đây nè mình 200 ví dụ như mình 200 lá phiếu này đó là 200 lá phiếu phổ thông nhưng mà ông Mỹ nó nói anh thắng phiếu này ví dụ như một tên là 101 đi một tên là 90 thì đương nhiên là 101 thắng không nhưng mà anh thắng phiếu phổ thông nhưng mà cái phiếu quyết định là phiếu này phiếu số nhỏ này phiếu này nó gọi là phiếu đại cử tri đại cử tri có nghĩa là cử tri đại diện á hoặc anh đại lớn tức là cử tri lớn không có nghĩa là sao nó nói chuyên gia này không cần có không biết ông trung trùng là ai mà bầu nhưng mà chuyên gia trong địa phương nha chuyên gia biết ông này và kia làm được thì chuyên gia sẽ bầu là địa phương của chuyên gia bầu ông này và kia nghe biết anh bầu và những ông đó mới đại diện của chuyên gia đại diện chuyên gia lên bầu mấy ông trên mấy ông nói tiếng mấy ông trên như vậy lá biết của mấy ông trên là lá biết thầy của chị anh đang trong lịch sử là bầu cử anh không biết ví dụ gì vừa rồi đó thì là bà Linh Tân đó lúc là bà Linh Tân với ông Trùm á Trung Trùm á thì số phiếu đại diện số phiếu phổ thông của bà Trung số đó phổ thông cho bà Linh Tân là hơn không chung tới 2 triệu phiếu nhưng mà vẫn thua tại vì lá phiếu đại cử tri của bà Tiêu là thấp hơn ông Trùm thành ra bây giờ người ta mới nói là mặc dù là nó là 30 tầm sau mà là 30 mà hay hơn là trên trăm tại 30 là coi như lá phiếu đại cử tri chính xác hơn là 200 là 200 là lá phiếu của hiểu cái nghĩa là ít chính xác nhưng đơn giản nó đó là nói vậy thì hiểu ví dụ nói nghe ơi bây giờ bên đây là tham gia là tham gia nghiên cứu tôi nha thì có chuyên gia mình thích chuyên gia thích mình nói chuyên gia kia không thích còn ông thích rồi bắt buộc người ta ngồi lại đó, rồi người ta làm việc mình thôi không thì hỏi tới người ta trả lời sơ lơ ví dụ chuyên gia là nghiên cứu chuyên gia của nông thôn nghiên cứu thì mình phụ ba đi mà mới tám sáng này là chơi nhà một cô phụ nữ bắt đầu là dở cái bản không thành nó hỏi một dài dài bắt đầu hỏi nè mà trong khi đó là mới lên con gái đang nhăn nhóc với anh gì con ngoài thì hiện cứ kêu cặp cùng tương đồng với anh gì đó mà chỉ ra còn chứ động buổi hỏi thì sao có trả lời chính xác được có trả lời đại trả lời như hỏi chứ rồi thành ra ngành hàng ví dụ là thành ra nếu mà làm ở hết đó thì có những người mà không tham biết nghiên cứu người ta không có tình nguyện tham gia nghiên cứu thì người ta rất là xà lơ đang ra xà lơ thì đó đi ăn thông tin của người ta mình nhận được rất là nhiều thành ra mình không cần làm hết tại vì thông tin nhiều rất là nhiều mình chỉ chọn lọc một số người đây những người này là tình nguyện tham gia nghiên cứu thì những người này là tình cung cấp thành ra là cái tóm lại là cái có ít nhất là 4 lý do trong nghiên cứu trong mẫu một là nó đẩy nhanh nghiên cứu giảm thời gian giảm chi phí tăng cái độ sâu và tăng cái tính nó giảm cái nhiễu bây giờ nói về phương pháp và mẫu trước theo Thank you.
ta có hai nhóm thuyết phương pháp. Nhóm thứ nhất là chọn mẫu xác suất, hay chọn mẫu ngẫu nhiên, hoặc là chọn mẫu khách quan. Còn nhóm thứ hai là chọn mẫu không xác suất, không ngẫu nhiên và không khách quan. Theo mình trong hai nhóm này thì nhóm nào sẽ là giúp chọn mẫu tốt? Hai nhóm này nhóm nào giúp chọn mẫu tốt hơn? Đi áo đen. Nhóm một, nhóm hai. Nhóm nào giúp chọn mẫu tốt hơn? Thứ hai. Còn đi ở đây được. Thứ nhất là nhóm hai. Có ai đi ý khác? Còn nhóm nào chọn mẫu tốt hơn? Đi ra. Mình chưa hiểu là cái từ xác suất thì sao mà ngẫu nhiên thì sao, nhưng mà nó có thêm từ khách quan thì đương nhiên nó sẽ là tốt hơn là nhóm hai là không khách quan, có nghĩa là chủ quan. Ví dụ như là mình nhờ chuyên gia này giúp anh, bây giờ lớp anh bên anh làm nghiên cứu trong lớp, tuyên chọn anh chụp anh là thì là 30 chuyên gia trong lớp mình, có năm anh này. Ok đó. Rồi bắt đầu đi ra, bắt đầu lên lên chọn nha. Thì nếu mà chọn mẫu mà nhóm 2 là chọn mẫu là không khách quan, có nghĩa là chủ quan. Thì chuyên gia nhìn thấy chuyên gia là tôi nghĩ thôi, vô 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 tiêu chí chọn anh là sao? Em giữ được cái kiểm tra, em giữ được tiêu chọn thì nó là thành công. Là cái đó. Cái nhóm thứ hai nó không tốt bằng cái nhóm thứ nhất, nhóm thứ nhất thì tốt hơn. Còn chọn mẫu xác suất là sao? Còn mà đi học ở thống kê như xác suất thì là gì? Xác suất là khả năng xuất hiện. Ví dụ như là chúng ta là học trong bài cái học xong môn này xác suất thì độ chúng ta là 50-50. Cái xác suất là khả năng xuất hiện, có thể 50 lần thì có 50 lần. Nhưng mà nói gì thì không có nữa. Hay là mua là giấy số, mua là giấy số thường thì nó hỏi xác suất trúng số bao là nhiêu, còn anh mua cái tờ giấy có xác suất trúng số là nhiêu, cái xác suất trúng khả năng xảy ra. Và khả năng xảy ra này nó không mang cái áp đặt của mình, cái xác suất thì nó mang tính là khách quan như được. Đó như là trúng số là không phải cho mình, không phải cho một bác số mà không phải do công ty mình, không phải do công ty mình số mà do trời. Vậy đó là cái xác suất. Và đất đồng, nó trong mọi người đồng ý ngẫu nhiên, cái ngẫu nhiên là bình thường như vậy. Nên nó tóm lại thì cái trước trên là tốt hơn. Tại vì sao mình ta nói chọn mẫu tốt hơn, tại vì sao mình chọn ra đúng tại gì, mình chọn ra đúng tại gì, có đúng tại gì, mình nhớ nha. Bây giờ cái lớp mình là 200 tới 200, mình chọn ra cái mẫu là 30 thôi, nhưng mà mình nghiên cứu trên mẫu đó, mình nghiên cứu là nghiên cứu trên 30. Cái vấn đề biết là vấn đề của 30 hay của cái vấn đề của 200, mình cũng biết vấn đề của 200 nha. Cái là 30 này chỉ là đại diện cho 200, tôi nghiên cứu cái 30 nhưng mà thực chất tôi cũng biết vấn đề của 200 chứ không phải biết vấn đề của 200. Trong nghiên cứu nó có quy luật, nó có quy tắc là anh có thể suy ngược ra kết quả, từ kết quả nó suy ngược ra. Thí dụ mình nghiên cứu cái 30 này nữa thì mình tỷ lệ tâm thị 30 này là 200, tức là trong 30 là có 6 người tâm thị, không đi ra. Thí dụ mình còn 30 người trong lớp mình thì trong 30 này mình thấy là có 6 người tâm thị, chiếm tỷ lệ 20%. Thì tỷ lệ theo quy luật nghiên cứu người ta có quyền suy ngược lại là như vậy. Nếu tôi làm hết lớp thì tỷ lệ cận thị của hết lớp này chung quanh là sao? Có nghĩa là cái này 20%
cộng trừ đó là 2%, 1-2%. Có nghĩa là nếu các bạn thấy tỷ lệ cận thị nó sẽ biến thành khoảng 18, 19, 20, 21, 22%. Nó sẽ duy trì được trong đó. Nha, nó rõ ha. Thì cái cộng trừ của mình là sai số, tức là nó sai giữa cái thật và cái mộng. Thành ra để mà anh sai số trong nghiên cứu quy định muốn sai số nhiều đó, ít là ít thành số, mà muốn sai số ít thì cái mặt của anh đó phải đúng là gì, cái anh đồng mẫu cộng sai số đó sẽ rất là nhiều. Anh đồng mẫu cộng lao thì trên mẫu là chỉ anh tâm nhân số thật anh sẽ là 30%, còn nếu chọn đúng là gì thì nó xung quanh 2% thì nó có thể là cộng trừ 1%, cộng trừ 2%. Nha, nó có một số cộng nghiêm cộng lớn nhất là cộng lúc này. Cộng lúc này thì cho kết quả của mẫu nó gần bằng những kết quả của nguồn này, của hạt của nguồn này. Để hát thì bây giờ cái mình nói cái phương pháp như vậy là mặc dù mình nói cái phương pháp trồng mẫu sao đó, trồng mẫu thứ hai này nè, nó không còn pháp trồng mẫu trước, nhưng mà người ta hỏi là tại sao trồng mẫu thứ hai nó không tốt, sao mà người ta không bỏ luôn chứ? Tôi kể cái gì à, mình nghĩ cuộc đời có tốt rồi cái không tốt nên mình nói đang xem nha, thành ra chính cái không tốt mình lấy cái tốt à. Thành ra hai này nó liên tục lại. Thì trong cái nhóm trồng mẫu thứ hai đó, nó có một mặc dù nó không tốt bằng nhóm một nhưng nó vẫn có ít nhất là mấy phương pháp trồng mẫu mà người ta xài. Thứ nhất là cái gọi là phương pháp trồng mẫu thuận tiện. Với trồng mẫu thuận tiện này nằm trong cái nhóm trồng mẫu không sắc xuất, không khách quan, nhưng mà người ta vẫn xài. Thuận tiện là thuận tiện với ai? Thuận tiện là thuận tiện cho cái người đi lấy mẫu, thuận tiện cho cái người nghiên cứu. Ví dụ là sao? Ví dụ như bữa nay là mình xuống Mỹ khám đi, ha, mình nghiên cứu về là phòng chống covid tại sao mấy khác. Tiêu xã này nó có 5 ấp, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5. Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 thì có thể mình đi xe gắn máy đi thẳng xuống ấp, đi thẳng xuống hộ nhân dân, gia đình, để mình vẫn kéo theo được. Mà đi ấp 5 nó nằm trong Cù Lao đó. Bây giờ qua năm thì phải đi đò, thì đó tôi nói chắc đất tâm bản cho đi đò người ta được ha, đò thật tốn tiền, đò được trễ, đò được chờ, đò ngày trời mùa mưa nên là đi là nó cái chiêu đò sao là ai chịu ha, đó mình nên khó bắt bò qua coi vậy là đó mình không biết thôi tóc mà qua đò thì mình gạt cái khỏi cái thác đò, nó không chọn tóc này. Như vậy khi mình gạt á, cái gì rõ ràng là phương pháp mình nó không khách quan và nó không còn sắc xuất, là không bao nhiêu. Tại ấp năm là ấp qua đò mình gạt á, là mình không còn sắc xuất để đưa vô mỏ và không còn khách quan là do chủ quan mình gạt đi. Nhưng mà sao hỏi lại nó thuận tiện cho mình đi vô mỏ cái đó mà đa phương pháp là bỏ thuận tiện này đó, mặc dù nó không khách quan, nó không sản xuất, nó không ổn nhiên, nhưng mà nó dẫn sàng hay có gì nhỏ nó thường thì ha. Nha. Ủa thí dụ như là mình làm một nghiên cứu nào mình viện ha, nha, nghiên cứu nào mình viện ha, tới gần mình lấy mẫu phân công mình một tháng ha, một tháng mẫu mình ra 2,300 một tháng, giờ là mỗi ngày mình lấy là 10 gram, mình lấy ngoài chạy một tháng mình lấy. Thì trồng mẫu thường tiện là sao? Trồng mẫu mà trồng mẫu xác xuất là sao? Đã đang phòng khám của mình mỗi ngày ăn 1 cân gan. Bây giờ tôi chọn 10 gan là mình đưa cho hạn người đầu tiên vô tôi chọn. Về nghỉ 10 người tới người thứ 1 tôi chọn. Nghỉ 10 người tới người 21 tôi chọn. Tới người 31 tôi chọn. Đó, là trồng mẫu đó, vậy là trồng mẫu nó xác xuất, trồng mẫu khách quan. Có nghĩa là người đi sớm đi trễ vẫn có thể rơi vào mẫu của mình. Nhưng mà chuyên gia mình nói làm được tôi là bận chuyện lắm, bây giờ tôi chọn mẫu thương tiện là ưu tiên tôi vô họ một cặp test
10 người vô đầu tiên tốt nữa tôi bảo bọc rồi ok tôi đi làm chuyện khác gì đó là đầu một lấy 10 người đầu tiên cái này đầu một thì nó không khách quan mà những người đi trễ không đi vô một rồi một cái đầu bây giờ đầu mẫu được rồi thứ hai đó là đầu mẫu chỉ tiêu như coi có khách đẹp đó hoặc đẹp cho mẫu chỉ tiêu. Chỉ tiêu là sao? Chỉ tiêu không phải là chỉ tiêu từ trên. Chỉ tiêu nào đó? Không, không chặt đèn nữa chứ. Bọc đèn cũng cắt chứ. Cái màu trắng á. Không, cái đó tắt màu dao luôn. Cái màu trắng này, tất nhiên này. Cái này mình đọc. Chính ra, chính ra. Bây giờ tập học như là sao? Các bạn đã có một cái cứu ở trên trường. Các nghiên cứu là một khoa nào nó có lấy khẩu hết, mà lớp nào có lấy khẩu hết. Nhưng tới lớp mình thì nó yêu cầu là các mình chỉ lấy 3 thạc sĩ đó. Thì sao có lấy cái gì đó. Như vậy là mình chỉ cho đứa là tập học trên lớp. Thì chọn nhóc chọn mẫu này nó làm nó không có hỗn nhiên thì chúng ta cái không chắc chắn thì không có làm đúng mà ở trên trường cái phân chỉ tiêu rồi thì chúng ta làm theo nên nó là một mẫu chỉ tiêu là không có làm được một cái loại chọn mẫu nằm trong cái nhóm này nữa gọi là chọn mẫu chủ đích chọn mẫu chủ đích hay là người ta gọi là chọn mẫu là có mục đích cũng có thể là giống như các em đó này. Yeah. Cái ngày tới là cái sao mà chỉnh mình chỉ thế được này. Yeah. Cái cặp trở lại cái nào cái thang máy thì không chạy được sớm. Đây là cặp mẫu rút là cái mũi cái này vô cái tay cái này vô lớp à cái này làm cái mũi trong lớp này à, nhưng mà cặp mẫu đây là mẫu thứ nhất cho gì phải nghiên cứu về bệnh phụ khoa thì rõ ràng chủ đích là thi trung bình của khoa mình ra kia ra năm khoa là đâu có làm gì đây ha mẫu mình lấy chỉ là phụ nữ không ha tại vì rõ ràng này nó không khách quan nhưng mà tại vì chủ đích nghiên cứu ta là một khoa ha tại vì chủ đích nó phải chịu luôn nên đến lại tất nhiên là ba cái loại chọn mẫu này nó nằm trong nhóm là không khách quan tức là nhận không tốt nhưng thực tế thì nhận được xài không đúng rồi ha cái mình không hỏi nó bây giờ nói vô cái nhóm cầu mẫu mà tốt là nhóm trên còn cái nhóm cầu mẫu này đó nó có là mấy phương pháp thứ nhất là cái lời chọn mẫu ngẫu nhiên tên tên đây là cái từ đơn giản á cái từ kiểu simple đơn giản simple thì bây giờ để dễ thì chỉ nói cái cách làm ha cái nguyên lý của phương pháp quần thể này đây là làm sao là mỗi cá thể của quần thể nè đây là quần thể đây là mỗi cá thể của quần thể đều có khả năng lây nhiễm mỗi nguyên nhân mình chọn làm sao ví dụ nói ha bây giờ từ hai cái máy này thì mình chọn là bao nhiêu ai cũng có cảm giác là mình được vào một nguyên nhân giống như mua tờ giấy số ai cũng có cảm giác là mình cũng có khả năng trúng số nguyên nhân tức là các cá thể của mình đều có khả năng trúng số nguyên nhân bây giờ cách làm ta sao nào cách làm thì người ta chỉ có hai bước thôi thứ nhất là anh
có được là bỏ một mã số đi chuyên gia này, mã số máy chuyên gia này, mã số máy chuyên gia này, mã tiền xong thì có thể mình lấy mã số chuyên gia nè. Nhưng mà thứ như bây giờ phức tạp, những người ta không có mã số chuyên gia thì người ta sao thì mã số thường ta làm thì mình làm những mua lớn cái mã số này chính là cái danh sách đó. Danh sách này đánh số thứ tự từ một hay đến hết thì mã số số tự như thế nào mã số thôi.
thành ra nếu mà nguồn thải đông quá nó có thể là tiết nó cũng phải nó còn phải bị nổ người ta ra những cái này nó động nguồn thải đông giải quyết thành ra các trường hợp biết còn mình phải làm không mà đây 200 mấy mình phải làm 200 mấy không nếu mình làm cái nguồn thải cả ngàn có lẽ mình ngồi dưới này mình ngồi dưới cả ngàn hay không rất là tốt chứ mà thành ra người ta thấy phương pháp này nó phương pháp này là nó còn phức tạp quá nhưng mà nó còn nhiều điểm quá ta mới nghĩ ra phương pháp thứ hai mình nhớ là phương pháp sau là nó sẽ khắc phục cái điều kiện vô cùng quan trọng còn mẫu hệ thống
thiếu thêm nhập mà rửa tay sạch cho sạch bom hoàn toàn, sửa còn hoàn toàn, phát hiện ra thằng chú. Cho nên vậy là người dân mẫu đầu tiên là Nam Hạ Xu, cái nghiệp này là bắt nhầm cái thằng chú là dân mẫu đầu tiên là mã đầu tiên là Nam Hạ Xu. Cái đó là chú thứ hai là đối tượng đầu tiên là Nam Hạ Xu, cái này là mã số 4. Rồi cái bước thứ ba là chọn các đối tượng tiếp theo. Tiếp theo, tập quy các đối tượng tiếp theo cách nhau mỗi đối tượng cách nhau một khoảng cách một cao. Quy ước là mỗi đối tượng cách nhau một khoảng cách một cao. Như vậy đối tượng sẽ tiếp theo mã số 4. Mã số đầu tiên của mình là mã số 4. Như vậy là nó được kế tiếp là cộng ca. Là xin mời chuyên gia mang mã số 11 là mẫu. Cộng ca, xin mời chuyên gia mang mã số 18 là mẫu. Cộng ca, xin mời chuyên gia số 25 là mẫu. Cộng ca, xin mời chuyên gia 32 là mẫu. Có nghĩa là mỗi lần mình cộng một ca là có một cái dạng mới. Phương pháp này hay lắm, mình cộng mà đến khi hết lớp, mình đến tại inbox 30, là không nhớ luôn kém. Inbox là 30 người. Yeah. Phương pháp này đó, phương pháp này OpenAI nó có hay gì, nó hay gì đi giao đây, phương pháp này nó có hay gì hơn phương pháp trên, phương pháp này là mình đọc học như thế nào, phương pháp này mình chỉ có làm 7 cái thăm thôi, phương pháp hồi nãy mới làm tới 212 cái. Đây là phương pháp này mà phương pháp trên nếu là cọc đường chắc mình làm là có một hai ngày không, nhưng phương pháp này mình làm phương pháp này có thể là làm một ngày không làm được. Thành ra phương pháp này ở đây mình thấy là phải cái không thôi, còn nếu mà phương pháp này cứ dùng đấy làm như thế trên đây trong một là cái hay của phương pháp này. Cái thứ hai là hệ thống đặt thêm được mẫu đó, mình thấy mẫu mình điều đó đại điều đó đại nhớ nhờ cái ca công tác các đại điều. Anh ta không có thể là nữ không mà không thể là nam không mà nam nữ cũng đã nhiều. Anh ta nên có này đó khắc một cái hộ cái địa điểm của ông trên. Và thứ hai đó là mình tên một nguồn thể lớn thì con bác kia là nằm một thể con này, con bác này là nghiên cứu trên toàn trường đó là mình thấy là như là cho biết là nhà sinh viên làm công tác trong môi học này mình luôn rất là tốt. Nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện cái tình trạng này, phương pháp này tốt vậy đó, nhưng mà nếu mà ta hỏi là bây giờ tôi nghiên cứu cả hàng phố hơn một tức là một triệu mấy dân ở Việt Nam bây giờ là khoảng mấy triệu dân thế giới, nghiên cứu cả thế giới họ còn 7-8 tỷ người, phương pháp này đấy à. Phương pháp hệ thống đó, nó chia hơn phương pháp cao hơn. Nếu trong những hộp quần thể quá lớn, phương pháp này một mình đó thì nó chưa nổi. Thành ra người ta phải nghĩ ra một cái phương pháp mà có thể toàn mẫu cả thế giới. Nha. Người ta phải nghĩ ra một phương pháp làm sao mà nên hay toàn mẫu cả thế giới cho được. Thí dụ như có một công trình của thế giới đang nghiên cứu gì, cần thị của thế giới gì vậy. Bây giờ người ta nghiên cứu cần thị của toàn thế giới. Thì hỏi cho mẫu sao nhỉ? Rồi, bây giờ nó còn phương pháp là mẫu chung. Còn mẫu chung hay là ta gọi là cụm. Mình nhớ, mình lưu ý nha. Chung, còn là cụm. Nhưng mà có một lần đó, một lần đó thì nó kiểm lâu rồi, người ta để phương pháp là mẫu A chung, B cụm, C đúng, C là đúng, D là tất cả đều đúng. Nhưng mà nhớ ở đây là chung cũng không có đúng luôn ha. Mình quên, lúc đại trạng, nó lại đéo quá, cũng đập lưng. Chỉ biết không đúng đúng. Bây giờ mình đọc làm sao mà để cho bây giờ nghiên cứu cả thế giới, mình đọc làm sao để cho dính Việt Nam mình được đó. Cái nè, cái này thế giới nè, nè, cái này là người ta một cái cú của tận thị của toàn thế giới.
bên đây toàn mẫu hầu hết tất cả các nước, nhưng chọn trong đó có Việt Nam mình phụ cho mẫu luôn. Mà chọn Việt Nam mà chọn sao có Cần Thơ, chọn sao có Đại học Dược Thơ, chọn sao mà có mấy chuyên gia lúc đó mình vô mẫu mình chọn sao. Thì người ta thấy là ý của ông Pháp chọn là mẫu chung cùng phương pháp này là làm sao nó đọc được. Pháp này nó quy ước là mỗi cái đơn vị của nó không phải là một cá thể. Hai phương pháp trên là mỗi đơn vị là một cá thể. Ví dụ lớp mình là 212 là đơn vị của quần thể, tức là 212 cá thể, tức là mỗi đơn vị của quần thể là một cá thể. Nhưng mà nó nói như vậy thì không thể chọn một mẫu nào ở dưới mà có quần thể, nếu mà có quần thể bự quá. Bởi vì cái tự của thế giới này nó cũng tốt thôi, thì không thể chứa nữa là 7-8 tỷ đi. Anh đang nói bây giờ nếu anh quy ước là mỗi đơn vị của quần thể là một cá thể thì vô tư không được. Mà nó nói là nó quy ước là mỗi đơn vị của quần thể không phải một cá thể mà là chung các cá thể, cùng các cá thể. Thì nó quy ước là trong chùm lớn có chùm nhỏ, trong chùm nhỏ có chùm nhỏ nữa, trong chùm nhỏ có chùm nhỏ nữa, chùm nhỏ có chùm nhỏ nữa. Nhỏ mà ra được cá thể. Giống như mình tương tự như cái đường hô hấp mình đó, khí quản là vô phế quản, cái lọc phải cái là chia nhỏ nhỏ nó tiểu cái vật tiểu qua nó tiểu lên thành thì thành vô tới cái thằng còn này cái gì đó nó chùm lớn, nó quy ước là mỗi cái gì cũng thể là một chùm các cá thể, trong chùm lớn cái chùm nhỏ 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 nhỏ. Nhưng mà một thế giới này nó chứa được là 5 bao nhiêu chục chùm. Nhưng 5 chùm là 5 gì đó? 5 chùm là 5 châu, là châu Á, châu Âu, Úc, Phi, Mỹ. Nó nói là một thế giới không cần chứa 7-8 tỷ cá thể mà chỉ cần chứa 5 chùm thôi. Là Á, Âu, thế là mọi chùm là 5 châu. Bây giờ mình gặp mẫu, làm sao mà đến Việt Nam? Hồi thì khách mình chọn sao? Thì đầu tiên là mình móc cái chùm châu Á là trước. Móc châu Á ra. Thì nó quy ước là trong cái bụng châu Á cũng không cần phải chứa 2-3 tỷ người. Là bụng châu Á nó chỉ cần chứa ra 4 chùm thôi. Là Đông Á, Tây Á, Đông Á. Muốn có Việt Nam thì móc là Đông Á ra. Trong cái bụng châu Á này có lòng Đông Nam Á, Đông Nam Á là ASEAN. Tôi là sinh viên gì vậy? Móc Đông Nam Á ra, thì đó là Việt Nam ra. Móc Việt Nam ra, thì có đồng bằng sông Cửu Long. Móc đồng bằng sông Cửu Long ra, có Cần Thơ. Móc Cần Thơ ra, có Đại học. Móc Đại học, ví dụ Cần Thơ ra, có Hội Y. Móc Hội Y ra, là có Cao 45. Móc Cao 45 ra, có là có GH 45. Móc GH 45 ra, có các chuyên gia ở đây. Móc đây là móc Cửu Long, mà đòi các chuyên gia, đòi ra khá để mà. Vậy là mỗi lần nó là một phần, mỗi lần nó xuống nó bóc lần là một phần phần. Thì chung mình có thể là 5-10 phần phần thân rồi. Thì mình bóc ra coi khi mình đòi ra cái này thôi. Ông hiểu cái này không? Thì cách trồng mẫu này thì là được ứng dụng là phổ biến nhất. Nhưng mà nó được đồng giá với các phương pháp trồng mẫu được khác nha. Nên là trồng mẫu dị động nhưng mà nó cơ bản dùng phương pháp này. Thì cái nguồn đấy lớp cỡ nào thì anh em trong học được. Như đây mình nói thôi, thầy nói đẹp được nhớ. Cả thế giới thì bây giờ đầu tiên mình muốn chọn là có dưới Việt Nam thì thế giới là có 5 châu, là 5 châu, là 5 chùm. Móc châu Á là, có công ty của Việt Nam, dưới Việt Nam móc châu Á là thì trong vùng châu Á nó 4 chùm hơn. Là Đông Á, Tây Á, Nam Á, Á. Móc Đông Á là thì có là Đông Nam Á. Móc Đông Á là Việt Nam làm không có gì, móc Việt Nam là có là mà khóc là mình khóc là khóc là mình 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 khóc là
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.